Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm chả cá là lốt thịt băm nhé. Nguyên liệu của mình gồm một cá là thịt băm. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế cá trước. Thịt băm thì mình đã sơ sẵn rồi các bạn ạ. Các bạn cạo cho mình sạch khi mình đã lọc cá rồi đó. Còn những khi vẩy này các bạn cạo lúc cho mình cho sạch nhé. Mình chặt cho tiếp cái này thôi. Khi cá mình đã rửa xong rồi các bạn ạ, làm sạch rồi mình sẽ cho muối và mình rửa lại. Các bạn rửa muối cho mình lại. Các bạn rửa cho mình trong nước muối này từ 3 đến 5 phút nhé, để cho nó sạch hết cái nhầy của cá đi các bạn ạ. Để những cái phần đen này của cá này các bạn cũng bỏ sạch đi cho mình nhé, để nó không bị tanh. Rồi mình sẽ vớt ra các bạn ạ. Mình sẽ vớt ra rổ và mình sáng qua lại bằng nước bình thường cho nó. Mình sẽ rửa lại bằng nước thường luôn. Rồi các bạn để ráo nước cho mình nhé, và mình đi thái để xay nhé. Để cho cá nó ráo nước để mình đi xay. Khi cá ráo nước các bạn thái cho mình ra nhé. Thái miếng nhỏ ra để mình xay cho nó dễ. Các bạn thấy nhỏ thì cối của mình xay càng nhanh càng nhuyễn. Các bạn thái hết cho mình đấy. Sau khi thái xong như này rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ cho vào cối thì mình xay các bạn nhé. Các bạn cho cá vào cối cho mình để đi xay nhé. Bây giờ mình sẽ xay. Mình sẽ cắt một ít lá lốt vào để mình xay lên cùng các bạn ạ. Với con mình nó có lưỡi dao nó không chuẩn nên là tôi phải chết. Sau khi xay xong mình đã được cá đấy các bạn. Chỗ này là mình dùng 300g cá và mình dùng với 200g thịt lợn xay sẵn các bạn nhé. Mình sẽ trộn lẫn để mình đi rán nó lên các bạn ạ. Các bạn cho mình 1/2 thìa bột canh nhé. Sợ hơi ít đấy. Mình cho cả thìa đi, con này ít quá. Và hạt tiêu các bạn cho mình một thìa nhé. Các bạn ăn nhiều thì mình có thể cho nhiều hơn. Và mì chính các bạn cho mình 1/2 thìa mì chính nữa đi. Các bạn cho mình một chút nước mắm nữa nhé, để cho nó thơm ấy. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên các bạn ạ. Mình sẽ đi qua tay mình trộn nó lên. Với những các con mà lười ăn cá
thì nó cứ thấy tanh là nó không muốn ăn ấy. Thì mình hay làm cá như thế này để cho cậu con trai của mình rất người ăn, mà có xương là nó không thích rồi. Mình cứ xay nhỏ cá lên, mình trộn lẫn thịt như này, mình cho nó lốt vào, hoặc là hôm nào mình ấy mình lại cho thêm một ít xương chó thứ nữa vào đấy. Hôm nay mình chỉ dùng mỗi lá lốt thôi các bạn, thì là để cho nó có mùi lá lốt nó thơm không tanh, thì là mình dán lên thành chả nó vàng lên là con về ăn cơm rất ngon. Thì hôm mình ngoài trước ớt, hôm nay mẹ dán cá cho con vẫn thích ăn. À, nhưng mà mẹ làm thế nào mà cá cứ xanh gì cả mà ngon lắm mẹ. Thì là cậu mọi người ăn tì tì. Nhưng mà còn để cá mà cứ rán như bình thường thì là nó không thích ăn. Chứ còn là lúc mà thơm này, thành như chả như này rồi. Khi trộn xong như này rồi, bây giờ mình sẽ xe viên để mình đem lên bếp mình rán sẵn. Làm thành những viên như thế này là nó rất dính vào nhau rồi, mình không phải cho bột nữa. Nhưng mà các bạn sợ nó không dính vào nhau á, thì các bạn có thể dùng thêm một ít bột mì hoặc bột lăng á, để cho nó dính vào nhau á, để mình mặn á. Nhưng thế này cá của mình cái thịt này nó có độ chất dính rất tốt rồi. Và bây giờ mình sẽ mặn. Mình sẽ mặn viên ra để mình đi rán. Tí này đi bao tay mình rất khó dừng dừng làm các bạn ạ. Nếu mình lại cứ tay trần mà làm cho nhanh. Các bạn mặn thành viên như này ra đĩa cho mình nhé, để mình đem lên bếp để mình rán nó lên. Bạn chỉ cần rán vàng nó lên là được thôi mà. Nhà có cậu con trai lười ăn nên là mẹ cứ hay phải mày mò ra để cho con có những món ăn lạ miệng để cho nó ăn, không có người thì gầy, không chịu ăn nên là người gầy. Nên là mình hay ở nhà mà mình cứ rảnh rỗi là mình lại vầy ra các món ăn. Rồi bây giờ mình cho lên bếp mình chiên các bạn nhé. Các bạn cho mỡ lên chảo để mình rán nhé. Đây mình rán thì mặn hai bên kia hơi to. Các bạn rán vàng lên cho mình. Mình rán vàng lên các bạn nhé. Mình xem vàng chưa để dở, mình lật nó lên các bạn nhé. Mình rán vàng trên chả nữa các bạn ăn cho nó ngon. Giờ mình sẽ dở con cá vàng cho các bạn nhé. Dở lại một nước cho cá vàng hẳn lên để mình cắt ra đĩa là được. Chả cá lốt rất thơm các bạn, vừa cá vừa thịt. Các bạn cứ cho nửa thịt nửa cá ra và ít lá lốt, một ít một thìa cà phê hạt tiêu, một thìa cà phê mì chính, một thìa cà phê bột canh và một thìa mắm ăn phở ấy, là các bạn đã có một món cá. Khi nó vàng như này là được rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt bớt và mình cho ra đĩa để mình dùng các bạn nhé. Với món chả cá này thì con trai mình ăn cơm rất ngon. Thì con thấy nó có cả thịt, thì có lá lốt nó áp mùi tanh như nên nó không có cảm giác là mình ăn cá, mà nó đang nghĩ là mình đang ăn với một món chả thịt mà nó ngon như thế.
Bây giờ mình sẽ cắt bếp và mình cho ra đĩa để dùng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắt ra đĩa để dùng các bạn. Với 200g thịt và 200g cá là các bạn đã có thể làm một đĩa chả cá lá lốt và với thịt lợn băm là ngon như thế này. Các bạn hãy làm thử cho bữa ăn gia đình nhà mình đủ khẩu vị đi, mà đủ vẫn đủ chất, mình không cần phải ăn thịt nhiều mà. Các bạn thích có thể chia sẻ giúp mình nhé, ẩm thực miền quê nhé. Như thế này là mình đã hướng dẫn các bạn xong đấy, cách làm chả cá, thịt heo thơm ngon.